Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đứng trước ngõ 456. Ở ngay trước ngõ này thì có đề là chợ Đá Quý Hà Nội 456, thưa quý vị và các bạn. Và đây cũng là khu chợ đồ cũ nằm trên phố Hoàng Hoa Thám. Thực sự là đi cây cũng chưa bao giờ vào trong khu chợ này. Đâm ra đi cây cũng không có rõ, cứ tưởng là chợ này là những cái điểm bán nằm rải rác trên phố Hoàng Hoa Thám này. Nhưng mà sau khi mà hỏi và tìm hiểu ra thì mới biết là tập trung ở trong dưới cái khu 456 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào đây để chúng ta khám phá cái khu chợ phiên đồ cũ này. Trong khoảng không gian bé nhỏ, yên tĩnh, hàng nghìn thứ vật dụng cổ xưa sẽ gợi lại những ký ức tươi đẹp nhất cho bất kỳ người khách nào đến đây. Đó chính là phiên chợ đồ xưa, hoạt động vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần, nằm trong một con ngõ nhỏ số 456 trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Từ khoảng 8 giờ sáng, khu chợ phiên bé nhỏ nằm lọt thỏm bên dưới số nhà 456, chật ních những người đam mê sưu tầm đồ cổ, khách du lịch hay đơn giản chỉ là những người muốn tìm lại ký ức về những ngày tháng xa xưa. Mặc dù chỉ nằm trong khuôn viên của Lư Trà Quán, có diện tích khoảng 400m², nhưng đến đây, nhiều người sẽ tìm và sống lại được những không khí của ngày tháng năm xưa qua các vật dụng bé nhỏ quá đỗi quen thuộc vào thời kỳ ba cấp, như bát đĩa sắt tráng men xanh, đèn dầu, mâm đồng, nồi liên xô, hay thậm chí cả những viên đạn. Không chỉ đến đây mua bán, khách tới đây còn có thể trao đổi các món đồ, vật dụng cổ với những người bán hàng. Đi cây cũng đi một vài những cái chợ đồ cũ rồi, nhưng mà khi mà vào trong cái khu này thì cũng cảm thấy khá là thú vị. Hiện tại bây giờ là chúng ta có thể thấy rằng trong này có rất là nhiều người dân vào đây để người ta mua sắm những cái đồ cũ ở trong này. Rất là đông. Wow. Quá đông luôn. Ở trong này thì theo như đi cây thấy rằng là cái không gian xung quanh này là cũng không quá là rộng, chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, nhưng mà trong này có rất là nhiều gian hàng tập trung ở đây. Đi cây đã từng quay chợ đồ cũ Hà Đông rồi, thì khu chợ đồ cũ Hà Đông đấy nó rất là rộng, và những cái gian hàng ở đấy là những cái nhà dân xung quanh, mỗi một nhà dân thì lại chia ra nhiều gian hàng, và mỗi một gian hàng người ta bày rất là nhiều đồ. Nhưng đồ ở đấy thì theo đi cây thấy là nó thập cẩm ngũ vị, từ những cái đồ đồng nát nhất, còn ở trong này thì nó có cái độ tập trung hơn. Phía này là những ộp, những chiếc bình cổ này rất là dày, đồng hồ cổ. Đây có cả mô hình một chiếc thuyền này. Ồ, đây lại còn có cả cái bình XO nữa. Anh ơi, đây là cái bình này là rượu hay là bình trưng bày đấy anh? Rượu. À, bình rượu luôn ạ? À? À, nhưng một chai này thì bao nhiêu hả anh? Rượu mẫu. À, rượu mẫu thôi gì? Rượu mẫu. Vâng. Cái đấy thì phải... Ai có đam mê mà sưu tập dòng thì biết thì bán chữ. Vâng. Rượu mẫu. Ở đây có cả bán đồng hồ mới này. Đang quay luôn. Vâng, em quay để cho người yêu mến những cái đồ kiểu như này người ta xem. Rồi. Nhiều người thích xem này anh ạ. Phải quay vào mặt chủ của các bạn này chứ. Đây rồi. Dạ. Vâng, rất nhiều mặt hàng quý vị và các bạn. Đây là anh em quay nhờ anh tí nhá. Vâng ạ. Anh em cũng đi em quay để cho các bạn xem ấy, thì anh có thể giới thiệu thêm một vài cái mặt hàng đồ trong cái cửa hàng của anh. Ở đây có những mặt hàng đồng hồ như nào anh nhỉ? Ở đây là toàn những hàng chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ anh ạ. Đồng hồ chính hãng. Vâng. Có những chiếc đồng hồ sản xuất từ những năm 50, 60, 70. Anh
anh có thể có cả những cụ thể và cho em từng cái đồng hồ này. có những chiếc đồng hồ đời mới, ví dụ như chiếc này là chiếc đồng hồ đời mới này. Vâng. Chiếc Mauri Lacroix là chiếc đồng hồ sản xuất những năm 2016-17 trở lại đây. À, chiếc này là sản xuất 2018 này. Vâng, giá của nó là bao nhiêu thế anh? Chiếc này khoảng xấp xỉ 30 triệu anh ạ. Ồ. Giá hãng thì cũng cao nhưng mà em bán khoảng gần 30 thôi. À. Vâng. Bảo hành chính hãng nhé, 2 năm. Hãng luôn. Vâng, chính hãng 2 năm. Còn này nguyên khuôn bốc hộp sổ. Chiếc này là chiếc đồng hồ vàng khối, là nguyên khối. Cái này là của chiếc này là chiếc GP thương hiệu trong top 10. Nó còn đứng trước cả chiếc Rolex này. À. Rolex chỉ nằm số 10 trong top 10 thôi. Vâng. GP xếp số 6. Vâng. Chiếc này là chiếc GP trăng sao vàng hồng nguyên khối. Vâng. Chiếc này bán khoảng hơn 8.000. Hơn 8.000 đô. Cái này là ngoài mạ vàng luôn anh. Bằng vàng khối nguyên khối. À, 18K vâng. Nguyên khối 18K. Vàng nguyên khối luôn từng vị. Đúng rồi anh. Vâng. Còn cái loại nào đặc sắc nữa? Chiếc này thì cũng là chiếc GP nhưng đời mới hơn, chiếc này size to hơn và đặt giá hãng có nó khoảng 22.000 đô. 22.000 đô cũng bằng nguyên khối luôn. Vâng. Đây là giá anh bán ở đây đúng không? Không phải, giá này giá hãng. Vâng. Giá em bán khoảng trên 10.000 thôi. Trên 10.000. Bảo hành 1 năm nhé. Vâng. Vẫn còn hộp sổ. Wow. Chiếc này là chiếc Rolex vàng nguyên khối cả vỏ cả cây, cả vỏ cả dây luôn. Vâng. Mặt thì phun kim cương. Vâng. Chiếc này khoảng trên 200 triệu. Trên 200 triệu. Vâng. Đấy là giá anh bán hay là anh... Đúng rồi, giá anh bán. Vâng. Còn... Ngoài dòng trong đây thì rất nhiều chiếc đặc sắc. Ví dụ chiếc này là chiếc Corum này. Cũng là chiếc đồng hồ rất là xa xỉ. Nằm trong top 10. Vâng. Chiếc này cũng vào nguyên khối này. Wow. Chiếc này em bán khoảng gần 10.000 đô. Gần 10.000 đô. Anh cho em cầm cái đồ 10.000 đúng không anh? Chiếc này mới gần như mới tinh, full bốc. Vâng. Không thiếu gì luôn, hộp sổ. Dạ. Ngoài ra có những thương hiệu thì nó cũng ở châu Âu thì họ ưa chuộng lắm, nhưng Việt Nam thì có thể là cũng chưa chuộng lắm. Ví dụ chiếc này, chiếc Gravin này. Chiếc này là chiếc full chức năng vàng nguyên khối. Chiếc này em chỉ bán với giá 109 triệu thôi. Giá cực kỳ êm. Thưa quý vị các bạn, anh ấy nói là anh ấy chỉ bán 109 triệu. Và đi cây nghe rất thích thầm. Chiếc này có chức năng trăng sao này. Vâng. Và ngày tháng thứ đủ hết này. Vâng. Anh có thể giới thiệu cho em chức năng ở trên này đi. Đây là chức năng trăng sao này. Là nó như nào đấy anh? Ví dụ như là mình sẽ chỉnh chức năng theo lịch âm hoặc lịch dương. Thì đến ví dụ ngày rằm thì nó là sang ngày 15. Thì lúc đó trăng sẽ nổi lên. Hết trăng thì sẽ đến sao. Còn đây là chức năng của ngày tháng thứ này. Đây là thứ này. Vâng. Đây là tháng này, còn đây là ngày này. Vâng. Đầy đủ hết chức năng. Vâng. Chiếc này cũng còn rất là mới, full bốc. Có nghĩa là đó là đây là đồ cũ rồi đúng không anh? Đồ đã sử dụng rồi, đúng rồi, nhưng còn rất mới, còn nguyên zin, nguyên bản cả khóa dây cả khóa. Còn cái nào đặc sắc không anh? Chiếc này rất là sắc anh này. Ví dụ như chiếc này, chiếc Zenith này. Chiếc này có giá retail giá hãng khoảng hơn 20.000. À. Vâng. Cũng còn rất là mới. Vâng. Cái này thì anh bán bao nhiêu? Trên này em bán khoảng hơn 200 một chút thôi. Hơn 200. Vâng, hơn 200 một chút thôi. Còn đây ví dụ giới thiệu với anh. Đây là hai chiếc đồng hồ của Quýt. Được sản xuất từ những năm 1950 đến 1960 ngày xưa. Và chiếc này là chiếc Omega. Chất liệu bằng bạc đúc nguyên khối 925. Và mặt men. Và mặt này là threesome. Cái mặt men này, chất liệu men này nó được chế tác rất là bằng thủ công và rất là khó, tinh xảo. Và có giá trị bền vững hàng trăm năm. Chiếc này được sản xuất từ những năm đó mà bây giờ cái mặt vẫn nguyên bản anh ạ, không bị ố, không bị ố. Mình có thể giữ hàng trăm năm sau nó vẫn như này. Bên ngoài nó là bằng... Bên ngoài bằng bạc ạ, bằng bạc đúc. Bạc đúc cầm rất là chắc mà xuống tay. Và máy được lên dây. Cái này là mở nắp ra đúng không anh? Vâng, mở nắp sau anh ạ. Cái đồng hồ này có hai nắp đầy anh nhé. Mở nắp này ra để làm gì nhỉ? Nhưng mình mở ra này nó có... Mình không ảnh hưởng gì cả. Cái này nó chỉ mang tính chất là mình xem được thông số ở trong thôi. Ví dụ như là nó, bạc nó đúc thì nó có con triện ở đó đây. Bạc là bạc 925 anh nhé. Nó giống như của vàng 750, vàng 450 đấy. Hoặc vâng. Vàng 409 đấy. Vâng. Thì bạc nó cũng vậy, nó cũng sẽ có con triện.
Và tất cả những đồng hồ được sản xuất tại Thụy Sĩ thì sẽ có chuyện bà đầm anh nhé. Chuyện bà đầm. Có những chiếc đồng hồ là thương hiệu của Thụy Sĩ nhưng mà chỉ sản xuất tại các nước thứ ba thôi, không phải là Thụy Sĩ. Vâng. Vâng, em rất là cảm ơn anh ạ. Ok anh, em cảm ơn anh. Vâng, chia tay với cả quán cửa hàng bán đồng hồ, chúng ta sẽ khám phá tiếp những gian hàng bán ở trong này. Đi cây cũng thấy có rất là nhiều những cái gian hàng bán những cái đồ thú vị. Bên này là có... Em ơi, cái này nó là cái gì đấy em nhỉ? Có cái gì bán rẻ không? Có cái gì vừa đẹp vừa rẻ không? Cái này là nó bằng gì đấy? Không rẻ đâu, đúng không? Mạ bạc ạ. À, mạ bạc ạ. À? Đây là kiểu là một tấm thẻ. Bạc mạ. Mà bạn cái này là thẻ của kiểu ngày xưa vua quan đưa ra ấy, giờ như thẻ hình sự bây giờ cục quân đội chẳng hạn, cục an ninh quốc gia rồi phủ thủ tướng đây đưa được phát tài là nó biết ngay là nó cho qua ở thành. Đây là tranh nhỉ em, tranh ảnh ngày xưa, tranh ảnh ngày xưa, mô hình máy bay này. Đây có cả cái gạt tàn trông rất là thú vị, nhìn hình như kiểu là con cóc nhỉ? Em tên là con cóc. Em là DK nhỉ? Biệt danh là DK, người ta vẫn gọi em DK, còn em tên thật của em là Quang. Vâng. Con Vinh nhỉ? Hay quay này. Vinh nhỉ? Ừ, con thằng nó con trẻ nó làm nó quay. Vâng, nhiều nhiều người quay lắm anh ạ. Vâng. Bên này cũng là một gian hàng bán đồng hồ, rồi là bật lửa, Zippo, điện thoại cũ. Bên này là đá này, đá hồng ngọc. Wow. Vòng vàng. Đây là mặt dây chuyền bằng ngà. Đây là những cái viên đá này. Đây có các còi. Vòng đeo tay và vòng đeo cổ. Vòng này là bằng đồng hả anh? Vòng đồng. Vòng này bằng đồng. Đây là trầm bọc vàng 18. À đây là vòng trầm mà, bằng trầm mà. Sánh chim bọc vàng 18. Wow. Cái này là bao tiền đấy? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Đấy bằng gỗ trầm đấy thưa quý vị. Bọc vàng. Tiếp à? Vòng bạc này. Vâng, vừa rồi thì mới đi có khoảng 2 đến 3 cửa hàng thôi mà chúng ta đã rất là mất thời gian rồi. Bởi vì là trong video này thì DK cũng muốn là quay cho quý vị và các bạn nó kỹ hơn. Vâng, phía bên này thì DK thấy rằng là có một gian hàng bán ở đây là thì không biết là đá quý hay đá như nào thì bây giờ chúng ta sẽ vào để hỏi anh chủ quán đấy. Em chào anh ạ. Chào anh. Anh ơi, em đi em ngắm nghía thì cũng là quay phim, mà anh có thể anh giới thiệu cho em một vài những cái mẫu đá anh bán ở đây nó như nào không anh? Đây thì có em có một vài thôi, tức là đá ruby và là tuff marine này, spinel này, đây là ngọc. Vâng. Còn đây là thạch anh, đây là thạch anh tím, đây là opal vàng. Vâng. Đây là open đen, đây là sapphire, một vài đây là mẫu đá thô. Vâng. Đây là đá mặt trăng. Đá mặt trăng hả? Đá mặt trăng là moonstone ấy. À, nhưng mà sao lại gọi là đá mặt trăng anh? Vì là nó có cái ánh gọi là ngọc trai trên cạn này, giống như ánh trăng này. À, đây gọi là đá mặt trăng. Vâng. Anh có thể anh nói cho em là thông tin về những viên đá hoặc là cái nếu mà cụ thể hơn về giá ấy. Vâng, tức là giá thì nếu mà thuộc về những viên đá quý như này thì bọn em sẽ bán theo cala. Vâng. Tức là ví dụ như là viên này của em thì bán khoảng 3 triệu một ca. À 3 triệu một ca. 3 triệu một ca. Cái này là khoảng bao nhiêu carat đấy ạ? Viên này của em là hơn 8 ca. Hơn 8 carat. Vâng. Có nghĩa là tương đương khoảng vâng, 20 triệu. Triệu. Không. 3 Để đây cho rồi. 3 triệu một carat. 3 triệu một ca là. Vâng. Còn nó khoảng trên 20 triệu, những viên như này là viên tuff marine này thì bọn em bán khoảng nó tùy theo màu. Như viên này thì em bán khoảng 600.000 một carat. Vâng, 600.000 một carat. Còn những viên xanh này thì có thể là giá trị sẽ cao hơn. Ví dụ như là những cái viên này thì giá trị sẽ cao hơn vì cái màu nó xanh hơn. À vậy ạ. À.
Tức là những nó tùy theo loại anh ạ. Ví dụ như cũng là ruby nhưng mà những cái viên nào mà nó trong hơn thì giá trị sẽ cao hơn. À thế ạ. Với lại cái nguồn gốc nó cũng quyết định về giá cả. Ví dụ như là cái lô bên này thì là xuất phát từ Lục Yên này. Vâng. Yên Bái này. Vâng. Thì là cái giá trị nó sẽ cao hơn một chút. Tuy nhiên là nó vẫn là đá tự nhiên, nhưng đá này là nguồn gốc từ Nam Phi. Vâng. Và người Việt Nam mình thì lại đánh giá thấp hơn, nhưng mà tuy nhiên là nó vẫn là nguồn gốc tự nhiên. Vâng. Cái này như viên này thì giá nó khoảng bao nhiêu? Viên nào anh? Như viên tròn tròn này. Viên này thì em bán viên này vào khoảng 1,5 triệu nghìn. Vâng. Còn đây là ngọc, ngọc này thì là đến từ Myanmar. Vâng. Mỏ mang gốc của Myanmar. Vâng. Viên này là bao tiền ạ? Viên này em bán khoảng 500 nghìn. Và phía bên này thì là cửa hàng theo DK thấy là có những cái mặt hàng cũng tương đối là đặc biệt. Anh ơi, như là một quả này bao tiền anh? 300 nghìn ạ? 300 nghìn. Cái này thì đã dỉ xét từ thời xưa rồi. Một viên này thì bao nhiêu anh? 50 nghìn ạ? Ồ, cái này là đã đóng thành băng rồi đây này. Nó là băng luôn. À, ở đây còn có cả dao đa năng này. Dao đa năng này cũ rồi. Một con dao này là bao tiền đấy? 120 nghìn một con dao này. À, ngày trước đi cậy có một con dao này nhưng mà bị mất này. Dao này hay phết. 120 nghìn. Ngoài ra cũng có những mặt hàng khác. Ở đây thầy có mặt hàng thì là lạ đấy. Cái này cái gì đấy? À, đây là mặt nạ chống độc. Ủa, đây còn có cả súng đạn này. Ồ. Đây cả mũ cối này, mũ lính ngụy ngày xưa này. Đấy. Đây là bút cũ hả anh? Nhìn bút này hết. Cái bút này có cả bao luôn này. Bao này nhìn rất xịn thì chắc là bút thì nó cũng sẽ xịn. Bút này như kiểu là bút mới nhưng mà bao này thì lại là bao cũ. Cái đồng này bao tiền? À, đây bán cả tờ 2 đô này. Một tờ 2 đô này bao tiền này? 200. Không, ngoài ra đây cũng có một số những cái bật lửa cũng rất là hay. Đấy, cái bật lửa đây rất hay. Tôi đầu của bạn nhất này.
đây là cái đèn, đèn đeo chán này, đèn LED. Đây chính là cái bật lửa rồi, bật lửa. Wow, cái này bật lửa, vừa là bật lửa vừa là cái dùng để chiến đấu luôn. À, ở đây có cả những chiếc đồng hồ cổ này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rất là nhiều. Dạ. Phân giải nó tương đương bao nhiêu chấm nhỉ? Được 4K anh ạ. Quay 4K luôn vâng. Đây là anh đang hỏi về cái chiếc máy quay mà DK đang dùng để quay phim cho quý vị và các bạn xem. DK đang dùng GoPro Black 7. Anh ơi, hôm nay có phải là ngày đông nhất không anh? Không. Hôm nào đông nhất ạ? Đầu tháng. À chứ nó không... Mùng 10 ạ? Zoom được sao không bác? Bác đang xem bằng ống nhòm. Đây là cái gì đây? Ở đây có cái ống nhòm rất là hay này. Cái ống nhòm này bao tiền đấy anh? 2 triệu 2 ạ? Nhìn rất là bé xinh nhỉ. Wow. Không biết nó có vừa mới cả mắt không nhỉ? Cái này chắc là nó gập ra gập vào được đúng không anh? Rất là bé. Chú để có vừa mắt không? Vừa chứ. À đây nó còn duỗi được ra mà. Bây giờ chúng ta đi cũng rơi vào khoảng tầm 11 rưỡi vào. Và lúc này đi cây cũng thấy hình ảnh một số các chủ cửa hàng ở đây thì cũng bắt đầu dọn hàng. Ở đây là một cửa hàng đồng hồ này. Đấy, rất là nhiều đồng hồ. Cô giờ này là bắt đầu mình dọn về rồi hả cô? Thế buổi chiều thì mình có bán không ạ? À? Sáng thứ 7 ạ? Thế còn chủ nhật thì sao? Chủ nhật là bán đá quý. À chủ nhật là chuyên về đá quý. Thế còn các ngày trong tuần thì sao ạ? Không có bán. À cũng không bán luôn. Thứ 7 là chủ nhật buổi sáng. À vâng. Thế là có cả sáng mai nữa đúng không cô? Sáng mai. Vâng. Sáng mai là có. À sáng mai bán đá. Còn những mặt hàng đông đủ như thế này thì chỉ có hôm nay thôi. Chỉ có hôm nay thôi. Vâng. Như vậy là chúng ta đã ngắm nghía gần hết những cái gian hàng ở trong đây rồi đấy thưa quý vị và các bạn. Lúc ấy là chúng ta đi xuống từ cái hướng ở đầu kia, sau đấy thì chúng ta đi vòng sang bên này. Đi vòng sang bên này thì có anh giới thiệu đồng hồ ở phía đầu kia. Sau đấy thì chúng ta đi vòng lượn sang phía bên này thì gặp anh đá quý bên này này. Sau đấy thì ra đây đến đây là chúng ta đã bây giờ hiện tại đang đứng ở chỗ này rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã khám phá hết cái khu chợ đồ cũ của Hoàng Hà Thám rồi. Bản thân lúc đầu đi cây thì khi mà đi trên đường Hoàng Hà Thám thì đi cây cũng không nghĩ rằng là khu chợ lại nằm ở ngay phía dưới hầm ở trong này.
Và khi mà xuống đây thì thực sự là cũng rất là bất ngờ. Và DK cảm thấy rằng là cái khu chợ ở đây thậm chí là theo DK nghĩ còn hay hơn cái khu chợ Vạn Phúc. Chỉ có điều là nó bé hơn và có cái sự tập trung hơn mà thôi. Ngoài ra thì những cái mặt hàng ở đây thì cũng rất là nhiều những cái mặt hàng khác nhau mà nó có thể nó thỏa mãn được cái niềm đam mê của những quý vị nào mà ham mê đồ cũ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã khám phá hết khu chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám này rồi. Quý vị và các bạn hãy nhớ rằng là lịch để mở cái phiên chợ này vào sáng thứ bảy hàng tuần thì quý vị và các bạn đến đây mới có đủ các cái gian hàng cho quý vị và các bạn mua sắm cũng như là ngắm nghía. Còn đối với cả sáng chủ nhật thì chỉ bán đá quý thôi. Và những cái gian hàng như thế này là chúng ta sẽ không thấy trong những cái ngày trong tuần. Và video khám phá về khu chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám đến đây thì cũng kết thúc rồi. Quý vị và các bạn thích thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Đường Hà Nội. Cũng như là khi mà video mới được đăng tải lên, quý vị là người đầu tiên được xem video từ Đường Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.